Alo, Kim Kim, tớ nghe đây. Chạy đi. Tớ đang bị đám người của anh công an truy sát. Của anh lên cơ. Được rồi, quái là đó. Let's go.
小赵，都任佢管理了吧，俾你哋嚟行。得噶，我得咪你一个。欢迎我哋停车行。đây là khẩu súng có uy lực mạnh nhất hiện nay. Tốt lắm, tôi sẽ lấy số súng này. Ok thôi, tiền của tôi đâu? Chúng mày định giở trò gì? Làm gì ạ? Các anh hãy tha cho tôi sẽ đưa hết ngay số súng này mà không thấy đồng nào hết. Không có cơ hội cho mày mà cả đâu. Đại ca, sao đại ca lại giết nó? Không phải việc của chúng mày, lấy hết súng cho tuần đi. Anh chị ơi Chúng mày ở đây, để tao đi gọi chị. Chị, tất cả đều dưới này. Tôi chỉ cần nợ anh không? Tôi chỉ cần trả lại số vũ khí mà bọn em đã lấy được rồi. Cái gì ạ? Thì chúng mày, xử lý nó như thế nào thôi? Mày là giết rồi chị ạ. Đúng rồi, chúng rồi. Mày, tao sao mày?
như em anh không lỡ. Cô đã nhìn thấy hành vi bất thường của các người. Các người đã đi theo cô ấy từ lúc đó. Các người nói là đánh ghen, nhưng chủ yếu là nhằm vào cướp tài sản của cô ấy. Thả tôi ra. Các người còn chối nữa không? Ông trả túi lại cho cô ấy. Trả? Mà không trả lại thì làm sao nào? Mày là ai? Mày xíu chuyện của tao. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đừng hòng trốn thoát. Chạy. Đứng lại. Mày vội vàng làm gì? Không phải anh ngon đấy. Với một cô bé như em, anh không lỡ.
ba lô đây. Được hàng của nó rồi.